Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên với 3 phút thi đấu đầu tiên của cả hai võ sĩ đã bắt đầu. Nếu nhìn vào những thông số thống kê thì rõ ràng đây là một trận đấu hết sức hấp dẫn. Và đó là một tình huống mà Huy Hoàng đã takedown được Tấn Lộc. Thực tế thì trước đó Phan Huy Hoàng đã có những đòn tay rất nặng, những đấm vòng chính xác để khiến cho Trần Tấn Lộc không thể giữ được thăng bằng. Và sau đó thì anh đang có được ưu thế ở tình huống takedown này. Tạo ra được một lợi thế submission, tuy nhiên Huy Hoàng cũng không dễ. Khi Tấn Lộc là một võ sĩ tập cả boxing, kickboxing và cả jiu-jitsu. Lúc này thì Tấn Lộc đang khống chế được phần cổ chân của Huy Hoàng. Một tình huống xử lý rất kinh nghiệm tới từ võ sĩ sinh năm 1999, người đã từng giành huy chương bạc vô địch kickboxing toàn quốc năm 2020. Vừa rồi là một tình huống mà Tấn Lộc đã cố gắng Asi Garami. Đó là một tình thế kẹp một chân trong môn nhu thuật Brazilian Jiu-Jitsu. Tuy nhiên thì võ sĩ Huy Hoàng đã thoát ra và Tấn Lộc đang lựa chọn nằm sàn và hạn chế được những đòn chân của Huy Hoàng. Hai võ sĩ đều có một nền tảng võ thuật rất ấn tượng và bề dày thành tích thi đấu. Nếu như Tấn Lộc có sở trường là boxing, kickboxing và jiu-jitsu thì với Huy Hoàng, anh cũng đã tập luyện MMA, boxing, kickbox và taekwondo. Đó là một tình huống thất đạo chính xác của Huy Hoàng. Và đó là một tình huống mà Huy Hoàng đã bị trọng tài đài nhắc nhở với một tình huống khi mà võ sĩ ở góc đài đỏ Tấn Lộc đã nằm sàn và đòn chân của võ sĩ Huy Hoàng là phạm luật. Dù trọng tài đã giúp cho Tấn Lộc không bị hạ knock out trong tình huống vừa rồi, nhưng chắc chắn là việc nhận đòn đánh rất nặng của Huy Hoàng sẽ khiến cho võ sĩ này gặp khó khăn trong quãng thời gian tiếp theo của trận đấu. Hiệp 1 còn khoảng 40 giây nữa là sẽ khép lại. Tiếp tục là một pha takedown nữa đến từ Huy Hoàng. Tiếp tục là một đòn thế khóa một chân nữa đến từ võ sĩ Tấn Lộc. Đây là đòn thế phổ biến trong môn nhu thuật Brazil. Tuy nhiên thế xiếc mà Tấn Lộc tạo ra là chưa đủ lớn để có thể có được một chiến thắng submission. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Cả hai võ sĩ đã có một hiệp thi đấu đầy sôi nổi với rất nhiều những đòn thế đẹp mắt. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại những tình huống đẹp mắt đó ở trong hiệp thi đấu đầu tiên với 3 phút đầy hấp dẫn. Một phút nghỉ giữa hiệp đã trôi qua và chúng ta đến với hiệp đấu thứ hai của màn so tài tại hạng cân 60kg của nam giải võ sĩ Trần Tấn Lộc và Phan Huy Hoàng. Lại là một tình huống check down nữa với sự chủ động thuộc về đại diện của Minh Sang Club, Phan Huy Hoàng.
hết sức bất ngờ khi võ sĩ ở góc đài xanh Huy Hoàng là người tập boxing và taekwondo lại có được những pha thép đào hết sức đẹp mắt và liên tiếp là những đòn thách ao từ cả hiệp thi đấu đầu tiên và trong cái hiệp thi đấu hai này, và một lợi thế Samson đang thuộc về Huy Hoàng, đó là những cú đấm vào vùng mặt hết sức chính xác của võ sĩ Huy Hoàng. Giờ thì Tấn Lộc đang hoàn toàn ở thế bị động trong việc phòng thủ khi mà anh đã bị đối phương thách đào xuống sàn và gặp rất nhiều những khó khăn. Và lúc này trọng tài đài đã phải dừng trận đấu và đó là một chiến thắng knock out bằng kỹ thuật dành cho võ sĩ ở góc đài xanh Huy Hoàng. Đó là một chiến thắng knock out kỹ thuật và rõ ràng là tình huống ngăn chặn vào thời điểm đó của trọng tài đài là chính xác để tránh những tổn thương có thể nặng hơn đối với võ sĩ Tấn Lộc ở góc đài đỏ, khi mà Tấn Lộc đã không còn khả năng chống đỡ và ôm mặt. Xin được cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều và xin được chúc mừng một chiến thắng TKO thuộc về võ sĩ góc đài màu xanh Phan Huy Hoàng. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Phan Huy Hoàng với một chiến thắng TKO.